đâu chứ. Quay tay nhiều. Thái hóa khớp cổ tay cũng khổ đấy. Bạn quay tay nhiều, thái hóa cả khớp. Trên ngủ xong tiền đau tay. Nãy mấy quả trước thì không đau tay. Đau tay thôi. Anh em bỏ mấy giây ra để hiếp Tuấn đi. Xem em bắn vui thật. Ôi, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh. Em chỉ được cái vui nhộn thôi. Sám chó thôi. Chứ top 1 thì em thích nặng cả đứa. Chúa. Nào. Bây giờ thằng nào ít kill thằng ấy thủ công không? Một team. Một team nhà Y. Kèo không? Kèo đi. Kèo. Kèo luôn. Ok. Nhà Y là nhà nào nhỉ? Nhà Y là cái nhà ngoài cùng này, nhà bên... Trời ơi! Gặp tớ mà còn đòi chạy ư? Có kìa khoa, nó trong nhà. Em thấy. Đừng ngã xuống. Anh ơi, cứu em đi ơi. Bim ơi, cứu em, không có súng, thằng ai không có. Anh Bim ơi. Em đặt niềm tin anh, em vào nhé. Sẽ phải hai thằng sửa nhá. Chỉ có thằng nào nhiều kill nhất là không phải sửa thôi. Thế cho anh Bim. Không, chỉ có thằng ít kill nhất thôi. Hai thằng. Sao đông vậy? Nhà có súng em ạ. Sợ thế. Gì em, như chó gì ấy. Bây giờ anh em cứ đi cùng nhau khoa. Phải anh để Tuấn chết trước là kiểu gì chả ít kill nhất. Ôi, không có đâu mấy về à. Điều mình chơi chiến thuật rồi, dùng cái não. Nhà này em là nhà chưa lút. Có văn kê. Anh lút được mỗi khẩu shotgun ở trên nóc anh phải sang lấy luôn. Ôi chết rồi em ơi. Đã liếm được 2 con bot rồi. Toàn 2 con bot này. Cứt đấy. Trời ơi, toàn chết luôn. 100% luôn. Hình như dàn giá anh đi mày. À, thấy rồi. Anh thấy, em đều thấy. Trời ơi, sao bắn ngu vậy? Chạy nhanh lên. Anh ra đây. Đập mấy thằng này. Đá chim. Hai kill cái nhẹ. Hai sao? Chết rồi, Tuấn ơi, cứu em. Chết rồi, thằng Bin chết rồi. Kéo sức máu. Thôi, ăn mẹ hết rồi. Thôi xong rồi. Đông. Còn hai thằng nữa. Còn hai thằng nữa, không có máu. Nhanh. Nhà kho. Đâu, bên kia, để em. Chết mẹ ơi! hay quá, gạt luôn đi bạn ơi! Tớ nhanh lên, tớ cứu em cái nào! Chết rồi anh Bim ơi! Chết rồi! Chết luôn à? Ừ, nó chết luôn rồi! Thôi được em ơi! Mày của em, mẹ anh em sung máu, Mẹ anh Tuấn cách có 20m vẫn lút đồ kìa! Mẹ sống kiểu gì chứ? Mẹ phải thấy gần kìa! À, kéo tìm được! Đi ăn mạng xong chết ngu thôi! Vì anh vừa nhặt được quả AK rồi, nhặt được Silent của SMG mê vãi. Mình nấp thế rồi vẫn bắn được. Ủa đã thế nhỉ? Vừa ra cứu anh Bim phát gặp hai con boss liền. Toàn cái anh em sương máu thôi. Anh em sương máu. Thằng thì đang ra cứu gặp boss phải dừng lại bắn xong lúc đồ. Ông thì mẹ mày đang ra cứu gặp cái xác cũng dừng lại lúc đồ. Ta đang không cái kèo. Kéo sưng máu. Kéo nó thối lại. City kit nào. Anh Tuấn em city kit nào. Không có thò chết kìa. À đây rồi, có kit đây rồi. Kéo sưng máu không thò đấy anh ạ. Ba cũng tìm ra tiếp được cái mạng níu này. Nó đứng chổng thì mẹ nhà chơi lút thôi. Ê, thế xài kìa. Em lút thêm hết máy này. Ma nào đấy. Em lút xong em ra em sẽ đây mà. Rồi anh giết được bọn đá chi mà. Sợ vậy chứ. Ừ, giết được Zambo. Zambo nào. Đặt tên Zambo thì chỉ có đá chi luôn gì đó. Rất gì. Zambo nhiều fan.
Gì? Đáng nghĩ được ra lý do. Solo thật quá, solo thật quá, chỉ có đá chim mới còn gì nữa. Chắc nghe cái tên là Zambo thì phải solo squad là đúng. Anh có thấy Zambo đi với đồng đội không? Zambo là phải solo squad, thế người ta mới gọi là Zambo. Đúng rồi. Lúc ấy đéo có giáp, mà sao nó bắn mình đau thế? Lại đổ tại. Ơ, anh em, từng anh em được bao kill rồi nhỉ? Em 3. Ui, nhanh thế. Em 4. Ui. Anh Tuấn chắc phải 6 kill rồi. Tao mới được 1 kill. Phép đấy, phép đấy, đừng tin. Đang ăn kill kia, thằng kia nó cay hết. Trời ơi. Giờ đã ít nhất có 2 kill rồi. Không, đấy, đấy. Anh Tuấn là phải tầm 3-4 kill rồi. À, đừng tin anh em, đừng tin. Mẹ tí kết thúc trận gái, mày kill nhảy. Từ ra xem Novo phát xem bao nhiêu kill rồi. À, đúng rồi, ra xem Novo phát này là cũng phải check. Không ai chết. Tí không check được đâu, tí. Anh là 3 kill. 3 kill. À, đánh lửa giáp quản. Sợ thế. Để tí xin bạn bảo anh có 1 kill thôi, các em nhường anh đi ấy. Dạ biết rồi. Ba nhỏ cổ xưa. Để tí ra xin mạng hiểu không? Thôi xong rồi, mẹ lại liếm được. Lại liếm được con bot rồi. Mà tôi à, mà nhà team tôi à. Làm bot. Liếm được con bot rồi. Vào nhà team tôi à. Ui giời, 2 bot. Bot luôn. Nha. Vào nhà team mình. Thôi xong rồi. Giết bot xong giết sâu vãi chết. Có hổ ca này. Có hổ ca này này anh Bim. Có ca rồi, có ca rồi. Ok. Ôi, em biết 4 đi anh. Mấy rồi. Anh em như kết. Cốp đẻo thì nó mới bắn được ít kiểu. Mẹ cũng đúng nhỉ. Anh em sưng máu rồi. Ủa, thằng loot rồi anh em. Cái thằng chết là đàn tháo thì nó đấy. Ui, 2 mét kít. Đâu? Ca ở đâu? Đưa đây. Thôi, em cho anh em. Thôi, anh Tuấn giữ X4 mà dùng nhá. À, anh đã buồn. Đưa ca đây. Ờ, em sai. Đừng chỉ. Ca là ăn mạng nhanh lắm. Giấu, ừ em giấu mà. Giấu đi. Giấu liền như còn gì á. Luôn. Ca là mẹ cứ đốt cái là mạng. Em troll rồi, em troll rồi. Đi đóng gì mà ra thôi, có giấu rồi. Em troll rồi. Sao? Ai có đuôi M4 không? Dạ hôm nay em loot rồi anh. Tí anh Tuấn chết anh em không cứu anh ạ. Cách cuối cùng. Khoai đón anh Khoai. Một khi đã vào kèo rồi chúng ta bất chấp. Ai có đuôi M4 không? Thiếu cái đuôi. Từng. Ôi. Gì á? Ủa chưa chết. Đèn. Tưởng tại chạy nó có khúc để con nhảy vào. Đèn. Đèn thế nhỉ? Đâu đây? Này, thử xay đi. Nào? Em hết rồi anh ơi. Này khó lắm anh ạ. Đây bắn nhau hết nhiều quá. Đây là bắn nhau. Đây là bắn nhau, mẹ em bị nóc xong em ăn hết rồi. Ăn mấy kit mới hồi được tinh thần. Và đấy máu mất thì hồi nhanh nhưng mà tinh thần bị mất nó hồi lâu á. Nó hồi lâu á. Em thấy anh nút đồ ở cái xác cạnh em 20m thế là phải ăn 20m kit mới hồi được. Kéo sưng máu. Chỉ có ít kill nhất thôi đúng không? Ít kill nhất mới sửa đúng không? Bây giờ team mình mà chết hết ấy thì vẫn phải tính ấy nhờ. Không có kiểu tính đến lúc 1 đâu. Cái gì cơ? Team thì đông hết là tính tại cái điểm đông hết luôn. Thì team chết hết rồi thì chả tính. Bây giờ mình nhắc thêm là thằng ăn kill ít nhất phải sửa hay là hai thằng ăn kill ít nhất phải sửa? Thằng ít thôi, ít nhất thôi. Ít nhất thôi. Chỉ nói cho một thằng, chừa cho anh Tuấn con đường sống. Anh nhầm, chừa cho Khoa con đường sống. À, ok. Ok. Hình như có xe. Có xe mày. Dừng. Chó này. Tao sắp chết rồi anh, tao sắp chết rồi. Có mỗi cái xe thôi anh ạ. Có hai con xe mà, làm gì đây? Nó chặn kìa. Nó trốn đấy, nó chặn cầu, nó trốn rồi. Đúng rồi. Nó chặn đấy. Anh em quay lại. Lấy thử.
quay lại. Lấy chuyện. Cần gì? Cần bắn gì nó ra. Luôn. Ừ, bắn nó thò đầu ra giờ mà. Nhưng mà đéo ra ở đâu anh? Nó múc ra. Nó ra thì hơi khó hiểu tí. Ừ, không ra em vẫn chưa thấy nó không ra. Bao giờ nó không ra, nó đã mất công chặn hai con xe là kiểu gì nó cũng đang chờ cậu à. Khẽ ở giữa mình phi qua được mà. Lại ừ đúng rồi. Nó đứng ở hai bên nó bắn thì lúc đấy biết lách đi được nào. Anh Tuấn chạy qua trước xem nó có bắn không. Mày đúng rồi anh Tuấn thử đi. Đấy 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 đấy. Anh đấy đéo thơm rồi đéo thơm đéo thơm đéo thơm anh. Đó ca nó, đó ca nó. Ở đâu nhỉ? Anh lấy chuyện. À, nó bắn anh. Nó bắn anh kiểu gì? Thế đâu đâu? Thế đâu ta, tạm trước ta. Đéo ở đứng đầu cầu đó. Xe này xong đứng ở chỗ mấy cái. Bắn. Nó có cán để nó bố hay gì? Anh bim ơi. Nó ở cái xe Đâu? Ôi, anh bắt anh kiểu gì đấy? Nó chỉ nhích ra hai bên cái xe buýt thôi mà. Mắt bim nó để ở mông rồi. Nó để ở trên tàu đéo đâu. Bọn này không đấu với mình. Anh yên tâm. Mẹ bọn này, đẩy em ấy. Cô đẩy á? Thôi. Đắp tâm của smoke anh em đẩy. Thôi đẩy đi. Này, anh xông lên này. Anh có... Ai, là bọn em anh ơi. Hai con xe. Đẩy không? Đẩy đi. Đấy, em đắp smoke và đẩy rồi. Anh Tuấn này đi, em ngay sau tiết anh luôn. Anh đẩy luôn này. Đây. Bắn đi, cover. Cover đi. Nó bắn AK đâu ấy. Cho nó viên vào đầu đi. Không mà. Em thấy. Viên rồi, ok. Đi, bim ơi. Từ. Gọi sao mất ngủ á. Ok, em nặng rồi thôi. Này bắn thử đéo thế. Bắn thủ điện. Bắn thủ bam trước vào cái đám khói em ạ. Mình đi ngồi. Đẩy lên đi, đẩy lên, từ đi em. Mày thêm khói đi, Em bên trái mà, không phải do. Ôi. Thằng Tấn cứ lên là bị sao. Khổ ấy. Khổ nó ngay. Nó đâu rồi? Nó đắp trước nào kìa. Kiểu gì ấy, ui. Lôi. Ảo anh ơi. Ảo lắm, con này vẫn ảo lắm. Sớm mong anh ơi. Tuấn ơi. Em xuống biển nhá. Anh không qua sớm mong. Ôi giời ơi. Ôi, sợ lắm, em xuống biển đấy. Bị tiện chết rồi. Ôi, sao em lại chết. Ê Tuấn ơi, cứu anh Tuấn ơi, cứu. Ơ, sao tự nhiên em chết. Cứu anh Tuấn ơi, cứu. Em tiêu hiểu. Về được rồi. Ơ, sao tự nhiên em chết. Chết kiểu gì ấy. Em chưa kịp nhìn icon. Lát rồi. Phá đầy lỗi game. Đéo tính nhá. Anh bị điên à? Nhảy xuống nước thì chết thì đéo được. Không biết rồi. Phá đầy lỗi game rồi. Đéo biết. Lỗi game rồi. Càng quá anh nhỉ. Bây giờ theo anh. Ôi nó mày bắn em đi. Chả nhìn thấy nó đâu cả. Nó đứng chỗ đéo nào ấy. Nó đứng ở chỗ thành cầu. Em chắc chắn bọn này dùng để thứ ba. Lỗi game rồi. Nhưng mà em chắc chắn điều bọn này bắn kinh quá. Lỗi game rồi. Em nhảy xuống nước tự nhiên chết. Đéo hiểu sao anh nhảy nước em anh Tuấn. Anh kéo chết. Đấy mẹ game như cất đi. Em nhảy nước tự nhiên chết. Đéo hiểu sao. Ok em sống anh từ đây đi. Lỗi game. Đéo chết. Đéo biết thế. Đéo lỗi game đéo tính nhá. Nhảy gu. Phải chậm. Chơi là đàng hoàng. Lỗi game là do mẹ nở không tốt. Lỗi game là do lỗi game. Rồi đâu anh Tuấn anh đi đâu ấy. Bơi có bị nốc đâu mà. Sẽ bơi về bên đấy. Phải đấy chưa bị nốc. Bơi về bên đấy kiếm xuồng. Bơi ra kia mẹ nó bắn nát người à. Chả biết em bơi ra hướng này kệ mẹ anh. Em cứ lặn em bơi. Ở đây em không quan tâm rồi, đưa cái tình anh em nó hết rồi.
Và anh Tuấn lại quay ngược về phía đằng kia làm đéo gì vậy? Điên à? À, em thấy nó rồi. Em biết bọn nó đâu rồi anh Tuấn ơi. Thành cầu luôn. Nó ở trên. Nó ở trên cái cầu ấy, nó leo lên trên cầu anh biết không? Anh bảo mà bọn này thành cầu là cái đéo gì. Anh cứ nói thành cầu em không hiểu. Cái hai cái bên đấy thì gọi là hai cái bên thành cầu như vậy. Là game lỗi, mẹ game lag. Lag à? Mẹ đang còn nguyên máu, sống nhăn răng anh nhảy tọp cái nhân chết, kéo hiểu. Anh nói không có phúc đức gì đó thế, sao đây? Mẹ máu còn nguyên. Có lo phiên cà ở đầu đi em. Nó còn kia anh, nó còn ở đâu rồi ấy? Cái kia đó kia. Đâu? À đâu đỡ phải em ạ. Úi dồi, kìa ông. Ôi em ơi, chúng ta trốn đi. Mắt lại để mong rồi, tôi sẽ chạy. Tôi làm gì vẫn còn lút cố. Tôi chết rồi. Tôi chết chắc quá này rồi. Em còn em không mấy chục viên đạn xanh. Cái bo đấy làm mới cả mắt đi. Còn ba cái băng kíp rồi. Ôi chết mẹ, lút được cái kíp đi kìa. Lút được bí kíp à? Còn kê. Kiểu gì anh cũng chết. Em mà clear được bọn trong cầu thì anh thông qua cầu cái là anh sống. Không, cầu em chạy rồi, em chạy rồi, phá chạy rồi. Chạy rồi. Quay lại đi em ơi. Em bảo là em chạy mà thôi. Sống. Em bảo cái gì vậy? Thôi ba anh nhá. Thôi cái tình nghĩa anh sống bye bye. Sống cả. Thôi anh cố lên anh, không chết được đâu, anh tin em. Anh yên tâm. Đi rồi, chúng nó đi, anh tin em. Em cái gì em cũng biết hết. Chỉ có biết ngại em đéo biết thôi. Game đấu sương máu. Biết thế nhảy Putinki anh Bim nhỉ? Để đây lại phải chạy bom. Đéo hiểu. Cái anh em nhảy khu vớ vẩn. Xong rồi lại còn cặp game lỗi chứ. Game trả lỗi gì à? Tay hoàng máu nhảy xuống nước cái chết ngóm. Nhảy không đúng tư thế. Thằng nhân vật đéo biết bơi. Nhảy không đúng tư thế. Ai bổ chọn nhân vật không biết bơi. Mẹ đéo hiểu. Tự nhiên giật cả mình, đéo hiểu sao chết. Em nhảy xuống nhá, em nhảy xuống nhảy chết luôn. Anh nghĩ là nhân vật nó uống nhiều nước ăn tiểu đường rồi. nhảy xuống áp lực nước làm vỡ bóng đáy. Khó hiểu quá. Cầu mong các bạn đến mình. Ổn không anh Tuấn? Anh đang qua cầu đấy. Thế à? Ok. Cái tích tắc nữa là biết à. Tôi đi rồi. Nãy em vừa lướt qua cái thanh cầu. Em vừa lướt qua cái thanh cầu anh. Chúng nó không được bạn nào. Có mỗi em chết. Tại nước. Để chúng không đéo được bạn nào. Chúng ăn được đầy mạng đây này. Anh bao nhiêu kỳ đủ anh Tuấn? Anh ít mà. 3 mà vẫn như thế. Em 4 rồi. Tôi 5 kill rồi. Mẹ xám chó. Đủ căng à? Chỉ lừa anh em mà giỏi. Cái nhà quên mất, đúng rồi. Có hai cái mạng đi ăn boss đó. 5 mạng, toàn 5 mạng boss à? Đấy là không phải mạng anh đi tìm nữa mà chúng nó tự phát sát vào trong nhà, chúng nó dình anh. Quên Bill 5 mạng boss ạ, đi là em để ý. Ừ, thì anh bảo gì đâu. Đấy, cả anh chỉ bảo là anh Tuấn sợ xám chó hay gì à? Ôi trời ơi. Thế chịu rồi, thôi trước. Thế chịu rồi. Thằng Tommy gan nó tàn xuống ít đạn quá. Chính em ơi. Kệ mẹ anh. Kể em phải loot đã. Em phải loot đã. Anh đá một bộ máy giờ. Kệ mẹ anh. Em phải tìm đường sâu. Gì? Em còn 50 viên đạn thôi. Không phải chết. Không sao anh. Cái này loot hết rồi gì? Mấy nhà gần anh kìa. Mẹ em bán đang giàu, chết quả cay thật. Vừa xác bim xác giàu nhất anh ạ. Thế phải dừng lại lúc. Đéo nói để anh quay lại anh nhảy xuống thôi. Em ơi. Em có mỗi 2 cái med kit, 2 kit. Em chỉ biết thế rồi. Một mạng nữa thôi là bim nó auto sửa rồi em ạ. Ôi còn 17 thằng anh Tuấn này, kéo top chuẩn á. Auto hỏi chấm đã bảo lỗi game rồi còn. Ta bắt kèo rồi. Cái gì? Kèo là game nó phải hoạt động trơn tru ấy hiểu không? Là phải... Game nó lỗi ra mà chịu được. Bây giờ thằng... Thằng... Thằng...
qua mà nó ăn được một mạng, nó tầm 5 kg là hai đứa cùng chủ đó. Mỗi build 5 kill thật ra sao nhiều kill ấy? 4. Ôi thế thế thì em ơi. À thế, thế là, thì là nó là kèo rồi. Là kèo được triển khai ngay. To đến em ơi. Đi rồi, đi rồi. Đi. Đi đéo 5 kill nhỉ. Đi đi. Game đổi ai tính. Không sao. Thôi. Bây giờ phải thì... anh đi nhanh em. Chết. Em hiểu không? Kèo sủa chắc chắn là mình được giải thoát rồi. Tưởng anh có skin xe mà. Skin xe ông xe kia thì một xe này. Khác nhau à? Xe không có bạt, xe không có mái. Không có hai loại xe mà một xe có mái này, một xe có bạt, một xe có không có cả mái, không có bạt. Lấy ba xe. Bị sấy cái chết này. Trước mặt mọi người em đảm bảo luôn. Nghe thì chân rồi. Phải nổi nằm rồi ạ. Tay nghe xịn đấy. Sao lại nằm ở đây nhỉ? Không biết, đồng đội đâu rồi. Lại nằm thì nằm yên đi, lại còn dịch nữa. Vừa nghe thấy xoạt 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 xong. Quả đấy nằm yên xong rồi sấy chết hai thằng là đẹp. Ta phải đợi anh à, ta phải đợi. Ngu thật đấy. Bạn nó đến, bạn nó đến. Tướng, ơi. Tướng dưới lên à, tướng dưới lên à. Nó chạy không, nó chạy không? À nó đi lấy thính em ơi. Đi lấy thính đi kìa. Xe đến giữa đường anh Tuấn này. Nó đi lấy thính. Nó đi lấy thính. Anh Tuấn đi lấy thính đi. Hắn kiểu gì đây? Đi lấy thính thì em cũng phải sửa rồi em hiểu không? Thì cứ đi lấy thính đi. Đệ, đệ, đệ. Đi. À từ 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 từ. Không lấy được, không lấy được. Anh phải ra lấy x6 của nó nữa này. Đây, x6 đây em vứt cho. Thế thôi em cầm đi, em cầm đi. Thôi, em có một cái rồi. Thính đi. Còn giòn thế nhỉ? Không lấy à, đây ai? Phải thính có x8 đơn, sao phải nhặt x6 làm gì? Thính này bắn x8, thế mới tài. Ca nhỉ? Ca sách bim ngó không? Cái trò canh có. Anh... trò canh có. Anh Tuấn cố tình đâm vào đá để không phải lấy thính đúng không? Cho canh này, cho canh này. Tính, tính hết. Ủa Vân Kê. Không, không, không. Không sao. Công luôn. Ôi. Ôi, dưới này cũng có. Không ăn sao. Cái đồ này không thơm em ơi. Không ăn sao. Có liêm cái đồ này. Ui, lại thêm cái này luôn. Anh tin em, anh tin em, cái em lo. Không ăn sao. Tin em, cái em lo được. Để lên anh em. Em ơi, hô hô lại đi, anh gãi cái ngứa. Ok, ô ăn kê. Mũi nó đốt cái ngứa. Từ từ, đéo. Hô 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 tí là anh tắt kiểu hòa. Đéo cỏ xanh, một ông cầm súng ca, một ông mặc áo đỏ. Đây, lên. Mình bây giờ mình ai trước mặt anh ơi. Ai rồi những yếu một. Đứa nào đứa nào. Ui gần kìa anh ơi. Hay quá đúng rồi, thấy đi. Này bắn được đấy. Này bắn hay vãi cơ. Này bắn được đấy. Trừ 99. Cố lên, cố lên. Mẹ. Rồi em. Này bắn được đấy. Mày giết mấy hồi. Mình tính rồi. Đừng nghe anh Bim nó nói. Cứ yên tâm mà bắn. Anh là chỗ giữa vinh chắc cho em. Em hiểu không? Chạy em, chạy em. Cố lên, cố lên. Không ăn sao, tàu dán rồi đấy. Tàu dán rồi đấy. Đấy, lúc này chửi đám cỏ mấy năm. Lại nằm, lại nằm, lại nằm. Mẹ bọn này, đẩy vũ vậy. Giết rồi, sạch lên. Căng thằng kia đi vậy. Ghét này anh nhỉ. Thằng kia cứ quay đít vào địch ơi. Bắn khinh thường đối thủ à. Khó hiểu anh. Thật. Ổn không anh? Ổn, anh Tuấn ổn lắm, chạy đi Khoa. Ôi, có cái thằng nào bắn shotgun nữa.
quay shot gun chết người kìa. Còn liên hệ tới sao anh Tuấn ạ? Trước mặt anh ạ. Còn trước mặt anh ạ, còn bọn thằng số bóng rồi. Da 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 di 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 di. Em không bao nhặt bom, em nhặt bộ sơ móc thôi. Tảng đá nha anh. Tảng đá, tăng là bộ đồ cỏ. Nhiều lắm ạ. Này ném nét, hay đấy. Để biết nét anh, kia nó ra kìa anh. Vãi cả cứt. Hay, hay, được đấy, được đấy. Ôi thầy, thầy, thầy bắn hay anh ơi. Bắn được. Chết thầy là ai. Em tin anh. Con sấy cái hộp. Tôi chết rồi, nốc lần mấy em đều nhớ. Ui dồi ôi, khốn đấy. Thế cái thằng này. Em chết rồi. Úi dồi. Sao đít còn anh ơi. Ôi mù mắt. Chết rồi à? Ừ, chết rồi, đằng sau còn anh ạ. Ủa con kê. Ui dồi, online còn có 4 thằng trời. Easy. Em tin anh đi. Anh giết thằng kia rồi à? Trời, anh giết rồi, anh giết thằng bộ cỏ rồi. Lấy bộ cỏ đi. Không lấy được, vội vàng hấp tấp là chết. Nó đi đem còn đấy. Kìa nó giữa đồng kìa anh Tuấn. Chạy giữa đồng kìa, hướng 30. 30. 30 kìa. Ấy cái nhảy kìa. Ui giời. Mẹ không trúng viên nào. Hai viên mà kêu không trúng. Có thấy tém máu đâu. Chạy tém máu đâu kìa. Tập mặt bằng ngón chân rồi. Cái trước mặt kia ơ. Ui rồi ôi. Đấy mẹ bắn phải thế này. Mẹ mấy thằng ngu kia. Ôi 459. Vô phúc kia có đồng đội như mày. Bình thường ra là top 1 mẹ nó rồi đấy. Chùa đi. Mà đấy mà không lỗi game thì đúng là top 1 thằng. Kèo đi, kèo đi. Kèo gì? Kèo lỗi game, nhảy xuống nước chết, bắt người ta sủa, khó hiểu. Trời ơi, em ơi, kèo chứ. Kèo là không lỗi. Kèo phải đàng hoàng em ơi. Lỗi game rồi. Anh em thấy cho chơi không đẹp tí nào à? Chơi quá đẹp luôn. Chơi này cũng sạch rồi. Ok. Ôi, chào tất cả anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em ở buổi livestream tiếp theo. Bye bye mọi người. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ với livestream của mình. Bây giờ thì đi ngủ thôi. Bye bye nhá.